Trong bài này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách để chúng ta tạo ra một tác phẩm như thế này. Thì các bạn thấy đây là tác phẩm đã thực hiện xong. Và chúng ta sẽ có những cái hình gốc. Các bạn thấy chúng ta có một cái background và có một cái hình ảnh, một cái anh chàng thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành. Chúng ta mở cái hình gốc lên. Thì các bạn thấy đây là một cái hình ảnh có đuôi chấm là PNG. Nó được xóa cái background đi và chừa lại cái chủ thể cho chúng ta. Chừa lại một cái anh chàng này. Chúng ta không cần phải sử dụng những công cụ lựa chọn mà chúng ta tách ra. Thì ở đây cái hình này nó đã có sẵn cho chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo lại cái background cho nó. Thì các bạn nhấn Ctrl Shift N để chúng ta tạo một cái layer mới. Thì cái layer này các bạn có thể đặt tên cho nó. Chúng ta đặt tên cho nó là background chẳng hạn. Như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ tô cho cái background này một cái màu. Thì các bạn muốn tô màu nào cũng được. Và chúng ta có thể tô một cái màu gradient cho nó. Thì các bạn kích vào trong gradient này. Chúng ta kích vào trong đây. Thì các bạn thấy chúng ta có thể lựa chọn những cái gradient có sẵn. Hoặc chúng ta có thể tạo một cái mới. Tôi lấy ví dụ. Bây giờ ở đây chúng ta có thể tạo một cái gradient cho nó. Ở đầu này chúng ta muốn cho nó màu gì. Thì chúng ta có thể kích vào trong color này chúng ta lựa chọn. Ví dụ ở đây tôi muốn cho nó một cái màu xanh chẳng hạn. Ok. Thì các bạn thấy nó sẽ màu xanh cho chúng ta. Các bạn kích vào trong cái nút này. Thì ở đây các bạn muốn cho nó màu gì. Thì chúng ta có thể lựa chọn cái color này. Chúng ta muốn cho nó một cái màu xanh. Nhưng mà xanh nó có thể nó nhạt hơn chẳng hạn như thế này. Thì các bạn thấy nó sẽ đi từ xanh đậm tới xanh nhạt cho chúng ta. Còn nếu các bạn muốn thêm một cái màu ở giữa nữa. Thì các bạn có thể kích vào. Thì nó tạo cho chúng ta một cái nút. Thì chúng ta có thể đổi màu cho nó. Ví dụ tôi đổi thành một cái màu như thế này. Tôi sẽ đổi một cái màu khác. Thì các bạn thấy nó sẽ có hiệu ứng ba màu như thế này. Thì tôi sẽ không sử dụng cái phần này. Tôi sẽ delete cái màu ở giữa đi. Tôi sẽ chỉ lấy hai màu là màu xanh đậm và màu xanh nhạt thôi. Như thế này. Còn nếu các bạn đã tạo xong, các bạn muốn thêm nó vào trong cái danh sách này, thì các bạn có thể kích vào nút new. Các bạn thấy nó sẽ thêm vào trong đây cho chúng ta để chúng ta có thể sử dụng những cái tác phẩm khác. Ok. Bây giờ với cái gradient mà chúng ta vừa tạo, chúng ta sẽ tô cho nó theo cái dạng là linear gradient. Các bạn kích vào trong đây và chúng ta sẽ giữ phím shift, chúng ta sẽ nắm và chúng ta kéo từ dưới lên trên thế này. Các bạn thấy chúng ta sẽ có được một cái background màu xanh thế này. Ok, bây giờ chúng ta có thể chọn layer không và chúng ta di chuyển nó lên. Nhấn phím V để chọn lên move và chúng ta di chuyển lên như thế này. Ok, tạm thời là như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ nhân đôi cái layer không này ra. Ctrl Z. Chúng ta giữ lại cái layer không này. Và các bạn có thể nắm cái layer không copy và chúng ta đưa xuống dưới cái background như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ xem lại cái tác phẩm. Thì các bạn thấy chúng ta sẽ đưa hiệu ứng nước để thay thế cho cái phần tay cũng như là chân của cái đối tượng này. Thì chúng ta sẽ xóa cái phần tay và chân đi. Thì để làm việc đó thì cũng rất là đơn giản. Các bạn sử dụng cái phím Eraser, tức là phím tắt là phím E, kích vào E. Và chúng ta chọn một cái red. Chúng ta chọn một cái red cứng để chúng ta xóa cho nó nhanh. Ví dụ thế này, chúng ta có thể tăng cái red lên bằng cái dấu móc. Và chúng ta xóa đi, xóa trên layer không. Chúng ta đã giữ lại một cái phiên bản layer không copy ở dưới. Cho nên nếu chúng ta muốn lấy lại thì chúng ta có thể lấy lại. Để xóa thế này, xóa phần tay đi. Các bạn có thể làm cho nó cẩn thận và chi tiết để đừng có xóa vào quần áo. Ở đây chúng ta sẽ cho cái con chỏ nó nhỏ lại. Và các bạn cũng lưu ý một điều, khi mà chúng ta nhấn phím Caps Lock thì chúng ta không thấy được cái độ lớn của cái brush. Các bạn phải tắt cái Caps Lock đi thì chúng ta mới có thể thấy được. Ví dụ thế này. Chúng ta sẽ xóa cái phần tay đi. Ok, tiếp tục chúng ta sẽ xóa luôn chân.
Ok, thì chúng ta có một cái hình ảnh thế này. Bây giờ chúng ta xem lại tác phẩm. Thì bạn thấy chúng ta sẽ tạo cho hiệu ứng nước thay thế cho những cái tay và chân. Thì để làm cái việc này, chúng ta sẽ load một cái grid có sẵn, một cái grid dạng hình nước như thế này. Thì để làm cái việc đó, chúng ta kích vào cái lệnh B, tức là grid, và chúng ta sẽ xem. Ở đây trong cái bảng mà lựa chọn grid, các bạn thấy chúng ta có một cái hình răng cưa, các bạn kích vào. Ở đây nó cho phép chúng ta load một cái grid, đó là chúng ta sẽ đưa những cái grid có sẵn vào trong Photoshop để chúng ta sử dụng. Thì các bạn kích vào load grid. Thì các bạn thấy là tôi sẽ cung cấp cho các bạn ba cái grid. Thì những cái grid nó có đuôi là chấm .abr. Các bạn có thể lên mạng và chúng ta tìm những cái grid khác, chúng ta đưa để chúng ta sử dụng cho những tác phẩm khác. Ở đây trong bài này tôi sẽ cung cấp cho các bạn ba cái grid về nước để chúng ta sử dụng trong tác phẩm này. Thì các bạn có thể lần lượt chúng ta load lên. Các bạn kích vào chúng ta load nó lên. Thì ở đây tôi đã load sẵn. Các bạn thấy chúng ta có những cái grid mới, những cái grid dạng giống như là hình nước để chúng ta có thể sử dụng cho tác phẩm này. Bây giờ để sử dụng grid thì chúng ta nên tạo thêm một cái layer mới, Ctrl Shift N, và cho cái layer này nó nằm ở phía dưới cái layer không. Chúng ta nên đặt tên lại để chúng ta dễ phân biệt. Ví dụ đây là layer nước. Bây giờ để gắn vào chúng ta sử dụng định grid, nhấn phím B và chúng ta sẽ lựa chọn một cái grid mà chúng ta load vào. Chẳng hạn tôi sẽ chọn cái grid dạng như thế này. Các bạn thấy chúng ta không thấy grid nước là do nó quá lớn, thì chúng ta có thể nhấn cái dấu mốc để chúng ta zoom nhỏ lại, hoặc nhấn chuột phải để chúng ta sẽ giảm cái size của nó lại như thế này. Các bạn thấy thì các bạn thấy hiện bây giờ nó màu đen, chúng ta phải thay đổi lại cái màu nền phía trên là màu trắng, undo lại, và chúng ta sẽ nhấn phím D để cho nó trở lại mặc định, nhấn phím X để cho màu trắng nó lên trên, thì chúng ta có một cái nước màu trắng thế này. Vì mà chúng ta tạo một cái layer mới và chúng ta đưa cái red nước vào để chúng ta có thể hiệu chỉnh được. Chẳng hạn chúng ta nhấn Ctrl T để chúng ta xoay cái layer này. Các bạn thấy chúng ta xoay để chúng ta đưa vào cho nó phù hợp. Ví dụ thì các bạn cũng có thể keo lớn keo nhỏ như thế này, ta đưa vào trong đây. Thì chúng ta cũng có thể làm một cách ngẫu nhiên, enter. Tiếp theo nữa chúng ta có thể đưa thêm những cái grid khác vào. Chúng ta sẽ đưa thêm những cái grid, chẳng hạn tôi sẽ chọn cái grid như thế này, thì tùy vào chúng ta thấy làm sao cho đẹp nhất. Ta zoom nhỏ lại cái này cho nó nhỏ lại. Ví dụ nếu chúng ta muốn xoay cái grid thì chúng ta nên tạo thêm một cái layer mới, còn nếu chúng ta thấy cái grid này nó phù hợp, chúng ta có thể đặt vô luôn và chúng ta không cần phải tạo một cái layer mới. Ví dụ như thế này, và thêm một cái grid cho nó mạnh mạnh một xíu. Chẳng hạn nhấn dấu móc để chúng ta zoom nhỏ lại cái grid này, chúng ta nên tạo một cái layer mới để chúng ta có thể xoay nó, Ctrl T và chúng ta xoay như thế này, ta đưa lên đây. Thì tùy vào chúng ta, enter. Chúng ta sẽ cho thêm những cái grid giọt nước khác đưa vào để cho nó thật hơn một chút xíu như này. Ok, thì chúng ta có thể gom hai layer lại, chọn hai layer và nhấn Ctrl E. Đây là layer của cái tay này. Tiếp theo nữa là chúng ta sẽ làm cho những cái bộ phận còn lại, thì chúng ta cũng sẽ tạo một cái layer mới. Chúng ta sẽ chọn một cái grid, kích chuột phải mà có thể zoom nhỏ lại cái size. Ví dụ như thế này, chúng ta cần chân T chúng ta xoay. Enter.
thêm một vài crud nữa. Ta thấy chọn crud khác. Ta tạo một layer mới. Save lại. Tiếp theo chúng ta sẽ gom hai layer lại và một layer mới. Kích chuột phải mà chúng ta chọn là distort để chúng ta hiệu chỉnh cái điểm này cho nó vào trong đây. Enter, hoặc chúng ta có thể sử dụng eraser, chúng ta xóa đi e và xóa phần này đi. Thế này. Tiếp theo là còn cái tay trên đây. Chúng ta sẽ tạo thêm một cái layer mới. Và chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta grid. Chân T và xoay lại. Có thể scale nhỏ lại. Enter. Chúng ta thêm một vài hiệu ứng nước khác. Và cái layer phía dưới này chúng ta sẽ thêm một vài cái hiệu ứng nước như thế này cho nó. Ở đây cũng vậy. Ok. Ok, tạm thời thế này thì các bạn có thể thêm hiệu ứng nước theo ý các bạn muốn. Bây giờ chúng ta sẽ gom những cái layer nước lại thành một layer, Ctrl E. Các bạn có thể group cái hình lại sao cho mà chúng ta thấy vừa mắt thì tôi sẽ để thế này. Bây giờ chúng ta sẽ mở một cái background khác lên, Ctrl O, chúng ta mở cái background này lên. Ctrl A chúng ta copy, Ctrl C và chúng ta qua này chúng ta paste cho nó. Đưa vào trong đây thế này. Thì cái layer background này chúng ta nên để phía dưới. Các bạn thấy đang cho nó lộ cái phần nước lên như thế này. Chúng ta có thể chọn chế độ hòa trộn cho nó. Ví dụ chọn chế độ hòa trộn là green. Thì tùy vào chúng ta muốn chọn chế độ hòa trộn nào để sao cho nó ấn tượng. Ví dụ như thế này. Hoặc là chúng ta có thể để cho nó normal và chúng ta sẽ giảm cái opacity lại chút xíu. Thế này. Các bạn thấy. Ok, tiếp theo nữa chúng ta sẽ tạo thêm một layer mới và chúng ta tạo một cái hiệu ứng ánh sáng ở phía trên. Ctrl Shift N. Thì các bạn có thể sử dụng một cái grid, nhấn phím B và chúng ta sẽ chọn cho nó một cái grid tròn. Chúng ta sẽ chọn một cái grid tròn. Chúng ta sẽ chọn grid này. Và chúng ta sẽ thay đổi màu sắc cho nó một cái màu sáng, chẳng hạn một cái màu xanh, nhưng mà một cái màu xanh sáng như thế này, hoặc là màu vàng cũng được. Chúng ta sẽ tạo một cái hiệu ứng ánh sáng cho nó. Ok, và chúng ta tăng cái grid này lên. Sau đó chúng ta grid ở trên đỉnh để tạo một cái hiệu ứng ánh sáng. Các bạn thấy chúng ta có một cái hiệu ứng ánh sáng thế này. Ok, sau khi hoàn thành xong thì các bạn có thể grab cái bức ảnh lại cho nó vừa mắt. Enter. Chúng ta sẽ đưa cái layer 7 này lên trên để cho nó nằm phía trên cái layer này. Tạo một cái ánh sáng chiếu xuống. Ok, thì chúng ta đã hoàn thành xong tác phẩm. Hẹn gặp lại các bạn ở học kế tiếp.